khí NO2. Đây là một loại khí độc, nó là cái sát thủ thầm lặng đối với chuyện nuôi ở độ mặn thấp. Thì trước đây á, để khắc phục được khí độc NO2 cao á, người ta có thể sử dụng men vi sinh là nitrosomonas và nitrobacter. Tuy nhiên cái nhóm vi sinh này á, là những cái nhóm vi sinh nó không có bỏ bao, do đó khi mà sản xuất ra từ 3 đến 6 tháng thì nó đã triệt tiêu từ từ và không còn nữa. Do đó để khắc phục cái chuyện mà NO2 cao á, thì chúng ta có những cái khắc phục sau. Giống như thầy chỉ để nói, thứ nhất là chúng ta có thể rải muối. Thì rải muối nó cũng có thể là cái độ mặn cao thì NO2 nó không gây độc. Cái thứ hai nữa chúng ta bổ sung, cần bổ sung thêm nữa đó là oxy viên. Khi chúng ta gỗ oxy viên như vậy thì NO2 nó cũng không có độc. Và cái chúng ta cần bổ sung nữa là vôi. Nhưng mà vôi ở đây là anh Tăng lưu ý, vôi có nghĩa là vôi canxi lauro. Chúng ta sử dụng với cái liều là 20 cho đến 30 kg trong 1000 mét khối nước. Thì đó là một ba yếu tố là để khắc phục chuyện NO2 cao, đó là cái muối, cái oxy viên và cái vôi canxi lauro. Tôi chia sẻ thêm chút xíu ha. Chỗ này để cho anh Thân hiểu thêm về cơ chế. Một số người ta nuôi cá, ví dụ anh Mỹ ta nuôi con cá catfish mà cạnh tranh chống bán phá giá với cá tra của mình á, thì nhiều khi cả 10 năm họ mới tháo cạn ao lần, vì cái tiêu chuẩn bên đó mà nước mà ao cá mà xả ra mà không xử lý bị phạt dữ lắm. Cho nên bây giờ xả ra phải xử lý tốn kém, cho nên ta nuôi cứ đánh bắt xong là đánh tỉa thả bù, cho nên trong ao nó có nhiều cái sai cá khác nhau. Cái thứ hai mà do không có thay nước vậy á, mà trong môi trường nước ngọt mà ha, con cá catfish nó sống trong nước ngọt thì là NO2 nó lên. Cho nên là mình đi mấy cái ao là luôn luôn cái ao nào mình cũng thấy có một đống muối hột ở đó trơn á. Là lỡ người ta đo người ta thấy hơi cao là người ta rải muối hột xuống đáy ao liền. Thì cái cơ chế của nó đây là gì? Khi chúng ta rải muối hột là muối là NaCl như tôi nói hồi nãy, thì nó sẽ phân ly ra Na cộng và Cl trừ. Cũng như anh Lương hồi nãy nói là dùng cái cloro canxi á, thì nó cũng phân ra Ca2 cộng và Cl trừ. Thì cái bản chất của Cl trừ là ion âm, nó giống như cái ion NO2 là cái khí cái ion nitrit là gây độc á, thì cũng là một cái ion âm. Mà khi chúng ta rải muối xuống nó phân ly thành Cl trừ nhiều á, thì nó sẽ hiện diện trong cái môi trường nước với cái nồng độ cao hơn là nồng độ NO2 trừ. Nó sẽ che ở cái bề mặt mang của con tôm hoặc con cá, cho nên nó hạn chế cái NO2 trừ nó xâm nhập qua mang để nó đi vào trong máu. Trong cá thì nó gây nên hiện tượng gọi là máu nâu, nó ức chế cái khả năng vận chuyển oxy của cái hemoglobin, cho nên cá nó bị ngộp, bị thiếu oxy. Cho dù mình đo mình thấy hàm lượng oxy hòa tan trong nước là đạt yêu cầu, nhưng con cá nó vẫn ngộp, mà cái máu nó có màu nâu chứ không phải có màu đỏ nữa ở trong cái động mạch đó. Đó thì như vậy là đó là một cái biện pháp để người ta hạn chế. Còn ví dụ nếu mà mình nuôi trong cái môi trường mà nước lợ nước mặn á, thì rõ ràng Cl trừ nó mênh mông trong đó, hàm lượng nó rất là cao rồi, cho nên cái khả năng cái NO2 mà nó tấn công vô thì nó cũng khó, nó khó hơn, cho nên nó hạn chế được cái tác hại của cái nitrit đối với con tôm cá của mình. Cho nên ví dụ nuôi tôm mà cái môi trường mà có cái độ mặn thấp thì có thể là rải muối hoặc giờ dùng cái clorua canxi như Luân có trình bày, thì như vậy nó sẽ hạn chế được cái tác động gây hại của cái nitrit đối với con tôm của mình.